Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án Zora. Đây là một cái dự án cho các bạn claim NFT free. Dự án này thì kết thúc vào ngày 12 tháng 12. Và nào mà muốn claim NFT free thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình để claim nhé. Dự án này sẽ cho các bạn khoảng 11 cái NFT của nó. Các bạn claim thì đương nhiên là các bạn sẽ phải mất phí nhé mọi người nhé. Chúng ta connect đến ví MetaMask, chuyển sang mạng Ethereum, tức là ERC20. Đấy, ở dưới thì các bạn thấy ở đây mình sẽ được làm 11 phát luôn. Đây, chúng ta cứ làm một ví vui vẻ đi mọi người nhé. Đấy, mất khoảng 2,95 đô la, khoảng 3 đô gì đấy. Ở sau cái ví này được 20 phát nhỉ. Đây, mấy cái ví này được có 11 thôi mà. Đang có 10.592 NFT này. Tức là có rất là nhiều người đã min NFT rồi đấy mọi người ạ. Đấy, chúng ta cứ chờ cho nó min thôi. Mình vào trong cái website của nó để check qua một ít thông tin này. Đấy, cũng chưa thấy có mua bán gì ạ. Bây giờ NFT cũng nhiều lắm, cũng loạn lắm, không biết thế nào cả. Thôi thì nhớ cho free thì cứ lấy thử xem thế nào thôi mọi người nhá. Cho free thì cứ nhận thử xem thế nào. Bạn nào mà muốn nhận thì các bạn làm theo admin thôi. Còn nếu bạn nào mà không muốn nhận và các bạn thấy chưa có phí ấy, thì thôi các bạn bỏ qua nhé. Tại vì là cái dự án này mình thấy là cũng sơ sài lắm, chưa có gì là đáng tin cậy cả. Chủ yếu là nó cho free thì mình cứ nhận thử xem thế nào. Con của mình là con Win 11 này đấy phải không nhỉ? Đây. Đúng rồi, con hình như là con này đấy. Đây này, chính là con này này, active này. Nhưng mà cũng chưa thấy có gì cả, đang có khoảng 11.000, gần 11.000 người đã min. Thôi cho free thì tao lấy thôi, nhưng mà không biết là thế nào, ổn không? Không ổn thì coi như là mất 3 đô để mà làm học phí. Mất 3 đô làm học phí. Về chưa mấy má, thử thế nào, check thử thế nào. Đấy, trừ mất 2 đô của tôi rồi đó. Ồ, sao cái gì mà nó lên 89 đô này nhỉ.